buồn của Angelababy. Chính thức bị show Giang Ninh men xứ trung loại hậu lùm xùm cấm cửa. Ngồi cạnh Dương Siêu Việt thì bị fan đàn em hắt hủi hết thời. Tính đến nay đã hơn 5 tháng trôi qua kể từ lúc Angelababy và Trương Giang Ê dính vào lùm xùm đi ủng hộ show thiếu thuần phong mỹ tục của Lisa. Sau sự kiện ấy, cả hai người đẹp này cùng dính án bị cấm ngôn trên các trang mạng xã hội lớn. Trong khi Trương Giang Ê vẫn chưa thể thoát án phạt thì Angelababy đã được hoạt động trở lại từ 2 tháng trước. Cứ tưởng với sự giúp đỡ của chồng cũ Huỳnh Hiểu Minh thì người đẹp này sẽ có thể quay lại thành công, thế nhưng sự thật lại quá cay đắng. Mất show Running Man. Chắc mọi người đều biết, show thực tế Running Man đã giúp tên tuổi Angelababy tăng lên nhanh chóng. Nhờ vào nó mà từ cái tên mờ nhạt, nữ diễn viên này đã nhanh chóng bước lên hàng ngũ tiểu hoa lưu lượng đứng đầu lứa sau 85, sở hữu lượng fan thuộc hàng top showbiz đó. Danh tiếng tăng cao cộng với sự hỗ trợ từ ông xã Huỳnh Hiểu Minh, cô nhận được hàng loạt dự án phim ngon nghẻ, đi đến đâu cũng được săn đón nhiệt tình. Sau khi đường ai nấy đi với Huỳnh Hiểu Minh và danh tiếng giảm sút vì diễn xuất kém, Angelababy vẫn duy trì được độ hot nhờ show thực tế quốc dân này. Thậm chí, nhiều người còn nói đùa, Running Man là show dưỡng lão của Angelababy, dựa vào nó cô chẳng cần sợ hết thời. Thế nên, trong khi các thành viên cũ nổi đình đám như Đặng Siêu, Lộc Hàm đều lần lượt rời đi thì Angelababy vẫn quyết bám trụ show đến cùng. Bởi có lẽ chính cô cũng biết mình chỉ còn cơ hội này để giữ chân khán giả. Khi Angelababy được phép tái xuất, có nhiều nguồn tin hé lộ cô đã liên lạc với nhà sản xuất show Running Man. Vì muốn giữ lại vị trí của mình, nữ diễn viên đã hạ thù lao xuống mức thấp nhất, chấp nhận mọi yêu cầu của nhà sản xuất. Cách đây không lâu, nhà sản xuất đã tung ra danh sách thành viên chính thức của mùa thứ 12. Mặc cho người hâm mộ mong chờ, cái tên Angelababy vẫn tiếp tục vắng bóng. Vị trí bảo bối của cô đã chính thức thuộc về Bạch Lộc, Tống Vũ Kỳ. Điều này đồng nghĩa với việc Angelababy đã mất đi bảo hiểm dưỡng già của mình. 2. Bị fan dàn đàn em hắt hủi. Đường phim bít lối, Angelababy chỉ có thể bắt chước đàn chị Phạm Băng Băng, tạo chú ý ở thị trường quốc tế trước. Bởi thế mà cô mới liên tục gây chú ý bằng cách khoe sắc ở những nơi khác. Nhan sắc vẫn đỉnh chóp, thời trang vẫn xuất sắc như thuở nào, nhưng chừng ấy cố gắng vẫn chẳng thể giúp Angelababy lấy lại được thiện cảm của khán giả. Cách đây không lâu, Angelababy lại tiếp tục thu hút được sự chú ý của khán giả khi xuất hiện trong tuần lễ thời trang Thượng Hải. Chỉ mới 5 tháng thôi mà địa vị của Angelababy đã tụt dốc thấy rõ. Nếu là Angelababy của ngày xưa thì chắc chắn cô sẽ không tham gia những sự kiện như thế này đâu, nhưng vì muốn níu kéo danh tiếng mà cô vẫn phải xuất hiện, bất chấp chẳng còn được săn đón như ngày xưa, phải ngồi cạnh hai đàn em kém tiếng là Dương Siêu Việt và Hồ Liên Hinh. Điều đáng buồn hơn là khi những khoảnh khắc Angelababy tương tác với Dương Siêu Việt được hé lộ, cô lại bị fan của đàn em hắt hủi đó. Bởi theo người hâm mộ của Dương Siêu Việt thì địa vị của người đẹp mộ sắc tâm ước đã xuống rồi, còn chẳng thể so với thần tượng của họ. Thêm vào đó, điều tiếng từ việc Angelababy ủng hộ show của Lisa có khả năng sẽ ảnh hưởng đến Dương Siêu Việt, vì cô cũng là nghệ sĩ thần tượng. Họ còn yêu cầu Angelababy tránh xa người đẹp bảy kiếp may mắn nữa cơ. Có thể thấy, ồn ào cách đây 5 tháng của Angelababy vẫn để lại hậu quả rất lớn. Dù đã được gỡ lệnh cấm ngôn, nhưng chừng ấy vẫn chẳng thể giúp Angelababy lấy lại danh tiếng và địa vị như ngày xưa. Có thể, chỉ vài tháng nữa thôi, người đẹp này sẽ rơi xuống hàng nghệ sĩ tuyến 18 của Hoa ngữ, chỉ có thể hoạt động ngoài lề.